JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. Vâng, tin báo khẩn đấy ạ, tại JK Audio. Và hôm nay bên em về rất là nhiều cái dòng loa BLB 2000C dòng bão Trung Quốc. Vâng, đây em đăng lên để thông báo đến các bác. Các bác nào muốn sở hữu một đôi loa BLB bãi Trung Quốc mà hình thức còn rất là mới và đặc biệt chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời ạ. Vâng, các bác dùng những loa BLB 2000C thì các bác biết chất lượng như nào rồi ạ. Vâng, đã được khẳng định trên thị trường. Hiện nay bên em về rất nhiều và bên em đang test nhạc đấy ạ. Vâng, nói chung là tất cả những đôi loa bên em nhập về là hoàn hảo các bác ạ. Vâng, em chỉ để tạm mấy đôi loa ra đây để bên em trưng bày thôi ạ. Vâng, bên em rất là nhiều trong kho. Vâng, đây là dòng loa BMW CSV 2000C ạ. Vâng, bạn nào muốn sở hữu đôi loa BMW 2000C bãi Trung Quốc này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio nhá. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục ạ. Vâng, bên em đang test trực tiếp đây ạ. Các bác nhớ 2000C đây ạ. Vâng, đây là dòng bass 30 của BMW. Rất là nghe nhạc thì rất là rộng vì nó là dòng bass 30. Vâng, gồm một bass, hai chép, hai chung. Rất là đủ các giải. Vâng, rất là rẻ đấy ạ, giá siêu rẻ tại JK Audio. Vâng, chỉ 3,5 triệu một đôi. Bên em bao ship toàn quốc ạ. Và bên em tặng kèm 10 mét dây tín hiệu. Vâng, các bác hãy nhanh tay để sở hữu đấy ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay, không hết hàng đi ạ. Không, lại không có hàng đâu. Bên cạnh đây bên em còn một đôi loa JBL KI82 cũng là bãi Trung Quốc ạ. Cũng là 330 đấy ạ. Hàng đợt ngập tràn đấy ạ. Vâng, JK Audio đang kết nối với cái đẩy 4 kênh WeGood mã là 1850L và một cái băng cơ lai số JKM50X ạ. Tổ chức âm cực kỳ là chắc. Vì sao bên em test bài bùa yêu này? Vì để bên em thử cái độ tiếng bass của cái dòng loa BMW 2000C. Vâng, rất là chắc, rất là sâu. Còn rất là mới các bác nhé, rất là mới. Vâng, nó chỉ không có vỏ hộp thôi ạ. Vâng, đây là hàng đã qua sử dụng. Nhưng khi các bác mua bên em sẽ đóng rất là cẩn thận. Khi mà các bác ở xa bên em đóng những cái xốp chống sốc rất là yên tâm. Cần với một đôi loa BLB 2000C 330 này thì đánh không gian 50m², đánh căng mét luôn cho các bác. Và các bác hãy nhanh tay nhá. Vâng, các hãy nhanh tay, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2019. Vâng, hôm nay JK Audio thông báo đến các bác là như vậy. Bên em là cái vẻ chính đó là những đôi loa bãi Trung Quốc BLB 2000C. Vâng, bác nào muốn sở hữu thế để lại số điện thoại trên kênh, bên em cập nhật tin tức liên tục ạ. Vâng, sau cùng thì em xin chúc các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào ạ. Vâng, chúc các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.